Kiều Anh xin kính chào quý vị khán giả đến với điểm tin sáng của Người Việt TV. Hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 1. Và thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là California thiệt hại hơn 30 tỷ mỹ kim do đợt bão mùa đông. Công ty dự báo thời tiết tư nhân AccuWeather cho hay, vào hôm thứ Tư, ngày 11 tháng Giêng, mưa lớn và tuyết rơi dày đặc do cơn bão mùa đông gây thiệt hại, ước tính lên khoảng là 30 tỷ mỹ kim cho California. Đợt bão Thái Bình Dương này gây thiệt hại về nền kinh tế khoảng 31 tỷ mỹ kim đến khoảng 34 tỷ mỹ kim do lũ lụt nặng nề và cúp điện nhiều nơi, sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ và đường xá bị chặn. Nhà cửa và cơ sở thương mại bị hư hại đáng kể do sạt đá và lở đất cũng như là lũ lụt nghiêm trọng. Công ty có trụ sở tại State College, Pennsylvania cho biết thiệt hại ở California nhiều hơn gấp 3 thiệt hại do cơn bão tuyết vào tháng 12 ở Buffalo, New York, nhưng vẫn còn thua xa thiệt hại 180 tỷ mỹ kim tới 110 tỷ mỹ kim do cơn bão Ian gây ra ở Florida vào năm ngoái. AccuWeather dự trù là thiệt hại ở California còn tăng lên vì theo dự báo nhiều trận bão khác sẽ ập vô tiểu bang này. Nền kinh tế dự trù sẽ chịu thêm thiệt hại và tác động tiêu cực vào hàng loạt trận bão tiếp tục ảnh hưởng nhiều nơi ở California tới ngày 18 tháng Giêng. AccuWeather ước tính là thiệt hại dựa trên các tác động trực tiếp lẫn gián tiếp của cơn bão như thiệt hại cho tài sản, mất việc và lương. Thiệt hại vào mùa màng và chi phí di tản cũng như là các chuyến bay bị hoãn, kinh doanh bị đình trệ và hệ thống cung ứng bị gián đoạn. Ước tính của AccuWeather bao gồm cả thiệt hại về bảo hiểm lẫn không có bảo hiểm. Và thưa quý vị, trong khi đó thì thêm một phụ nữ tố cáo là bị Hòa thượng Thích Nguyên Trí sờ mó lúc còn trẻ. Phiên tòa vụ kiện Hòa thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ của chùa Bát Nhã bị tố cáo là sờ mó hai người phụ nữ, tiếp sang ngày thứ Tư vào hôm thứ Tư là ngày 11 tháng Giêng và có thêm một người phụ nữ khác khai là từng bị ông làm như vậy. Bên nguyên đơn mời một nhân chứng mới lên và kể lại câu chuyện mình từng vài lần bị Hòa thượng Thích Nguyên Trí tấn công. Người này là bà Nicole Nguyễn, từng là người đứng đầu nhóm dạy trẻ em của chùa Bát Nhã trong những ngày chùa mới thành lập vào năm 1992. Bà kể lần đầu gặp vị hòa thượng tại tu viện Liễu Quán ở Warner Street, San Diego County vào năm 1985 và năm 1986, lúc bà khoảng 15 đến 16 tuổi. Lúc đó bà đi theo cha mẹ đến tu viện này và gặp vị hòa thượng Thích Nguyên Trí ở đó. Bà Nicole cũng cho hay là cách ông chào đón làm bà cảm thấy khó chịu vì ông đến gần, hôn lên má, chạm mặt vào má của bà, lại còn ôm vào hông bà rất chặt. Điều đó khiến bà không biết có tin được ông vào hay không. Và cũng trong giai đoạn năm 1985 đến năm 1986, bà Nicole cùng với chị và bạn trai của chị đến tu viện Liễu Quán một lần nữa để giao thức ăn mẹ nấu cho tu viện. Khi đến đó thì Hòa thượng Thích Nguyên Trí nói là bà để thức ăn trong phòng của ông rồi tìm nồi để mà đi luộc bắp. Khi đang tìm nồi trong phòng tối thì bà nói Hòa thượng ôm bà từ phía sau, kéo bà ngược về phòng và rồi bắt bà ngồi lên đùi của ông. Sau đó thì bà Nicole kể là bị hôn lên má, lên cổ. Lúc đó bà chỉ biết là lấy tay để mà che lên ngực và các bộ phận âm đạo để không bị sờ. Những chỗ đó cũng như là tìm cách để mà tránh không bị hôn nữa. Bà khai trước tòa rằng Hòa thượng nói đi nói lại, thương quá đi và nhớ quá đi, nguyên văn bằng tiếng Việt. Đến năm 1992 thì bà gặp lại Hòa thượng Thích Nguyên Trí tại chùa Bát Nhã mới thành lập trên đường Quest Garden Road. Sau khi ông liên lạc với cha mẹ bà để mà nhờ các thanh niên giúp lau dọn chùa và thành lập nhóm dạy cho trẻ em. Trước đó bà Nicole nói với mẹ là không muốn đến chùa này vì chuyện đã xảy ra ở Warner Springs. Nhưng mẹ nói là bà nên tha thứ cho Hòa thượng vì ông sẽ trả cái nghiệp đó trong kiếp sau, cũng như là khuyên bà đến chùa để cầu nguyện. Vì tin lời mẹ nên bà quyết định giúp đỡ chùa Bát Nhã và biết cô Thi Nguyễn là nguyên đơn qua nhóm dạy trẻ em vào thời điểm này. Trong khoảng thời gian làm việc ở chùa trên đường Quest, bà khai là từng thấy Hòa thượng Thích Nguyên Trí ôm và hôn nhiều bé gái hay là những thiếu nữ khác. Đến năm 1997, khi chùa Bát Nhã dời qua đường Sullivan Santa Ana, bà Nicole được chùa bầu làm người đứng đầu nhóm dạy trẻ em và gặp cô Tina Lê trong những năm đó. Và thưa quý vị, một bản tin khác cũng cho hay là hẹn gặp trẻ em để quan hệ tình dục, một thanh niên bị bắt ở Seal Beach. Cảnh sát loan báo vào hôm thứ Tư, ngày 11 tháng Giêng, một thanh niên bị bắt vào cuối tuần qua sau khi gửi ảnh tục tiểu cho trẻ em và hẹn gặp đứa trẻ đó ở Seal Beach để quan hệ tình dục.
Nghi can là Anthony Esparza, 19 tuổi, là cư dân của Anaheim Hills, bị bắt vào hôm Chủ nhật với cáo buộc là gửi hình ảnh có hại và tục tiểu cho trẻ em và hẹn gặp trẻ em để quan hệ tình dục. Cảnh sát Seal Beach đã cho hay trên Facebook anh ta đang bị giam tại nhà tù Orange County. Sở cảnh sát của Seal Beach cho biết là khoảng 2 giờ trưa Chủ nhật, sở cảnh sát của Seal Beach đã nhận được tin báo cáo có một người lớn nói chuyện công khai trên mạng với trẻ em về tình dục. Người đó còn hẹn gặp đứa trẻ để quan hệ tình dục gần với cầu tàu Seal Beach. Cảnh sát đã liên lạc rồi bắt giữ nghi can. Điều tra viên tin rằng có lẽ còn nhiều nạn nhân khác. Sở cảnh sát của Seal Beach kêu gọi ai có thông tin liên quan đến nghi can thì gọi cho điều tra viên qua số điện thoại là 562-799-4100. Và thưa quý vị, một vụ tông xe vào hai căn nhà mobile home ở Lido, Sài Gòn, hai người cao niên nhập viện. Theo KCAL, hai người cao niên phải nhập viện sau khi xe lao vào hai căn nhà mobile home ở thành phố Westminster, California vào hôm thứ Tư là ngày 11 tháng Giêng. Theo sở cứu hỏa của Orange County, vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng là 3 giờ 45 phút chiều thứ Tư ở căn nhà mobile home tại dãy số là 15000 trên đường Magnolia và thành phố Westminster. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, không có ai ở trong hai căn nhà mobile home bị đụng. Tuy nhiên, hai hành khách cao niên bị mắc kẹt trong chiếc xe, khiến cảnh sát phải cưa cửa để giải cứu họ. Hai vị cao niên được đưa đến bệnh viện gần đó để chăm sóc trong tình trạng chấn thương. Chiếc xe sau đó được kéo ra khỏi căn nhà, bị bể một gốc và gãy một cây cột. Cơ quan an toàn công cộng của thành phố Westminster đến để xem xét tình trạng hai ngôi nhà bị đụng và quyết định không cho tiếp tục người dân cư ngụ tại một trong hai căn nhà vì tình trạng nguy hiểm thiếu an toàn. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn đang được điều tra để làm rõ. Và thưa quý vị, Sài Gòn xét nghiệm COVID-19 người nhập cảnh có triệu chứng nghi ngờ. Báo Tuổi Trẻ loan tin vào hôm ngày 11 tháng Giêng, ông Tăng Chí Thượng là Tổng Giám đốc của Sở Y tế Sài Gòn đã ra văn bản về việc là triển khai hoạt động phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội vào năm 2023 ở thành phố. Theo đó, Sài Gòn sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xét nghiệm virus với những trường hợp nhập cảnh có triệu chứng nghi ngờ là bị nhiễm COVID-19. Cụ thể là tại phi trường sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Y tế giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở Sài Gòn triển khai và trực 24/7 thực hiện giám sát tất cả người nhập cảnh bằng cách là đo thân nhiệt từ xa và quan sát thực tế. Theo văn bản của Sở Y tế, người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa đến khu vực cách ly tạm thời để khám sàng lọc, khai thác yếu tố dịch tễ và lấy mẫu test nhanh COVID-19. Trường hợp test nhanh âm tính và hành khách sẽ tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh, được sự hướng dẫn giám sát tại nơi cư trú. Còn nếu mà bị dương tính thì giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở Sài Gòn sẽ phối hợp và ban ngành làm thủ tục nhập cảnh nhanh cho bệnh nhân, sau đó là chuyển bệnh nhân đến bệnh viện nhiệt đới để lấy mẫu xét nghiệm PCR giải trình tự gen. Ngoài ra, Sở Y tế cũng còn yêu cầu tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tại Sài Gòn sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bị bệnh COVID-19. Tất cả các bệnh viện trên thành phố sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, phương tiện, bảo đảm thường trực 24/24 để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội trong năm 2023. Và thưa quý vị, một bản tin Việt Nam khác nữa cũng cho hay là dân Hà Nội ở Sài Gòn bay vòng qua Bangkok để về quê. Do giá vé máy bay tuyến Sài Gòn và Hà Nội trong dịp Tết Quý Mão vào năm 2023 lên tới là 3 triệu đồng, tương đương với lại 128 Mỹ Kim mỗi chiều. Nhiều người Hà Nội đã quyết định chọn bay vòng qua Phú Quốc, thậm chí là ghé Bangkok, Thái Lan để rồi về Hà Nội với giá thấp hơn. Ghi nhận của báo Zin hôm ngày 11 tháng Giêng, vào thời điểm hiện tại, ngay cả các chặng đường bay từ Sài Gòn đến các tỉnh lân cận của Hà Nội như là Vinh, tỉnh Nghệ An, Cát Bi, thành phố Hải Phòng đều có giá không dưới 3 triệu đồng mỗi chiều. Việc giá vé máy về và việc giá máy bay chặng Sài Gòn và Hà Nội dịp Tết tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường thì được hiểu là do đông đảo người Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã đổ xô về miền Nam kiếm sống, làm ăn, dịp Tết là kéo nhau về quê. Trong lúc chiều bay ngược lại cùng với thời điểm là gần như trống rỗng về hiếm khi người miền Nam ra miền Bắc để mà mưu sinh. Để phục vụ nhu cầu bay một chiều thì nhiều hãng hàng không phải chấp nhận bay rỗng ngược chiều lại, tức là không có khách.
Cũng theo báo Zin, thay vì bỏ 3 triệu đồng để mua vé một chiều từ Sài Gòn ra Hà Nội, nhiều người đã đặt vé Sài Gòn Bangkok Hà Nội với tổng cộng là chỉ khoảng 2.2 triệu đồng, tương đương với lại 94 Mỹ Kim. Thì họ chắc chắn phải mất thêm nhiều thời gian để kết chuyến so với vào bay thẳng. Tương tự Phú Quốc cũng vậy, cũng là một sự lựa chọn của người Hà Nội muốn tận dụng đường bay vòng từ Sài Gòn với giá rẻ hơn khoảng một nửa so với bay thẳng để tranh thủ du lịch biển trước khi về Hà Nội ăn Tết. Việc người Hà Nội khốn khổ vì vé máy bay vào dịp Tết tăng cao chưa kết thúc. Theo thông lệ hàng năm thì vé máy bay bay từ tuyến Hà Nội Sài Gòn sau Tết lại tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Do đó vào thời điểm người Hà Nội và các tỉnh miền Bắc lũ lượt kéo vào miền Nam để mà làm ăn. Và thưa quý vị, bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc điểm tin sáng của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kiều Anh kính chúc cho quý vị luôn vui khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.